chào các bạn. Hôm nay mình đi thả lưới bắt được cá chép bự nha các bạn. Bây giờ mình về mình bắt nó, mình nướng muối hộp nha các bạn. Rồi mời các bạn đi theo mình cùng chuẩn bị chế biến nó nha. Chép mình mặn sạch rồi nha các bạn. Giờ mình bắt đầu chảy muối ra mình quấn với bạc nha. À, chế bạc, mình chuẩn bị với bạc rồi đi. Mình để dưới lọc lớp muối nha các bạn. Rồi mình bỏ cá chép lên. Rồi mình chảy lên lớp muối nữa nha các bạn. À, chảy cá chép lên lớp muối ra đều. Rồi đều các bạn mình cuốn lại nha các bạn. Cái chỗ đang canh nồi than nha các bạn. Giờ mình chảy muối ra mình quấn luôn cá cóc nha các bạn. Ấy cần thiết quá ngang cái đâu cho nó hút thị thôi kìa. Ngang ra cái đó. À, vậy các bạn được hai con cá chép này các bạn. Đây con cá cóc ha. Cái này quấn ngang này cái nó đi cho nó thị thôi. Rồi cô Toàn lấy đây đốt lửa, đang đốt lửa than nha các bạn. Đó. Nó lấy cái nắp dung mà nó đổ đầu luôn rồi. Khô quá Toàn ơi. Thôi à, còn thôi nè. Đó, còn đây là cô Hiếu nó đang chuẩn bị cho nó nè các bạn. Phít nước ngọt ha. Rồi chén ớt, muối ớt siêu cay ha, ớt siêu cay của nó luôn. Đó. Ớt siêu cay này ha. Chấm sẵn hết rồi, một cái chưa chín rồi lửa than chưa cháy nữa các bạn. Rồi đợi tí xíu nha. Còn đây là cá lóc kiến đang ướp muối ớt nha các bạn. Giờ té sao sao? Thấy cái đổ ở trên nè, đổ ở trên nè. Mua đâu đi? Chính rồi, chính rồi. Chính rồi, chính rồi. Chính vàng luôn, vàng da luôn các bạn ơi. Dạ. Trời ơi, đẹp. Đã nè các bạn ơi. Ờ, dễ thật đây, dễ thật đây, dễ thật đây. Oh. Chính hết cho chính rồi, chính miệng mèo luôn. Ủa, sao con cá nướng muối hả? Nướng muối vô. Nướng muối ngọt quá. Mời các bạn nha. Nóng hổi luôn. Ngân Hương đâu rồi, Ngân Hương đâu rồi. Ăn không ai ta. Cô Quốc ăn, cô Quốc ăn, ăn Quốc ăn cười kìa. Quốc ăn ơi, Quốc ăn à, một cá nè các bạn, cá chém nướng nhìn thấy rất hấp dẫn các bạn, rất ngon luôn. Còn hai thằng đệ tử này thì nó đang cá lóc kiến nè. Toàn, vào đó coi. Hai đứa này tới ăn đã chập chung chuyên môn dữ lắm nha các bạn, thơm phức luôn các bạn ơi. Hấp dẫn rồi.
Gió đùi vô đùi. Ngang ngon đang lắm lo ăn ảnh quên đi luôn. Dục ra ngoài. Ngon kìa. Nè. Mời các bạn về quê mình ăn cá cá nướng nha các bạn. Nay là món cá chép nướng muối. Muối cục nướng này ngon nha các bạn, không có mặn nha. Cái này phải chấm thêm muối ớt ớt cay nữa, ngon lắm các bạn. Sang. Chào bạn ơi. Chào. Bắt đi không? Qua coi. Qua. Dạ rồi rồi. Rồi thôi mình cùng ăn nha cả nhà. Sang ạ con ạ. À.